khu công nghiệp V-Ship Hải Dương. Khu công nghiệp Việt Nam Singapore Hải Dương hay còn gọi là khu công nghiệp Cẩm Điền, Lương Điền có vị trí tại xã Cẩm Điền và xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương với quy mô 150 ha, có thời hạn hoạt động là 50 năm đến 2057. Khu công nghiệp V-Ship Hải Dương được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt là khu công nghiệp có tính chất là khu công nghiệp sạch đa ngành, thu hút đầu tư tập trung vào các lĩnh vực gồm công nghiệp cơ điện, điện tử, công nghệ cao, kho hàng, kho vận, kỹ thuật cơ khí chính xác điện, điện lạnh, thiết bị y tế, công nghiệp thực phẩm và đồ uống, công nghiệp bao bì, công nghiệp hỗ trợ, may mặc sản xuất quần áo cao cấp, tự động hóa vật liệu xây dựng chuyên dụng, sản xuất các sản phẩm từ giấy, hóa chất, sản xuất bọt chữa cháy, vật liệu phụ cho nội ngoại thất xe, công nghiệp nhựa, lắp ráp phụ tùng ô tô, thức ăn chăn nuôi cho thú gừng và các số ngành công nghiệp hỗ trợ khác. Khu công nghiệp V-Ship Hải Dương nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm, kết nối thuận tiện với các tuyến giao thông hàng hải và đường không quan trọng, đồng thời di chuyển thuận lợi tới các trung tâm kinh tế, chính trị lớn của khu vực phía Bắc, sát với quốc lộ 5 tuyến giao thông quan trọng kết nối các tỉnh phía Bắc vùng đồng bằng sông Hồng.